là cái trường hợp giáo viên mà bớt kiến thức để đi dạy thêm ấy, xem đấy là ai, người nào, ở đâu, trường nào. Thời gian gần đây thì tình trạng dạy thêm trái quy định thì có chiều hướng gia tăng và gây bức xúc cho nhân dân, tạo áp lực lớn cho học sinh, nhất là đối với lại học sinh tiểu học. Những lớp học thêm bên ngoài nhà trường do giáo viên lách luật mở lớp, gợi ý địa chỉ cho phụ huynh và rộng cửa đón học sinh chính khóa của mình. Bài học trên lớp thì lửng lơ nửa chừng sẽ được tiếp nối ở các lớp học thêm. Bài kiểm tra đúng dạng, đúng đề chỉ được hé lộ ở những lớp học thêm. Điểm số chênh lệch giữa học sinh đi học và không học thêm khiến cho phụ huynh rất bức xúc. Thì trong cái quá trình mà nghe và thu thập các ý kiến của các cử tri thì cũng mong rằng đại biểu hỏi giúp cụ thể là cái trường hợp giáo viên mà bớt kiến thức để đi dạy thêm ấy, xem đấy là ai, người nào, ở đâu, trường nào, để chúng tôi phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân Thái Bình xử lý đến nơi đến chốn. Như vậy là sau khi chúng ta nghe câu trả lời về cái vấn đề về giáo dục thì người dân cũng không rõ rằng là chúng ta cần phải gửi những cái vấn đề liên quan giáo dục theo cách nào, bằng phương pháp nào, hay là do ngành giáo dục đang bận là in sách với lại đang bận về cải cách, về bán sách, cho nên thành ra là chưa kịp thông tin đến người dân. Thì nhân đây thì Thành cũng xin được hiến kế cho ngành giáo dục về cái cách làm sao để cho phụ huynh, học sinh, người dân có thể là gửi những cái vấn đề liên quan đến giáo dục để giúp cho ngành giáo dục được cải thiện hơn. Đầu tiên chúng ta sẽ nhìn thấy các nhóm, đó là nhóm thầy cô, nhóm phụ huynh học sinh và nhóm nhân sự ngành trong ngành giáo dục. Thứ nhất, đó là nhóm phụ huynh học sinh khi họ gặp những cái vấn đề về dạy thêm, học thêm, những cái việc như là quỹ trái quy định, thực phẩm bẩn này, hay là không đáp ứng tư cách chuyên môn của những cái giáo viên, và cái việc mà nhồi nhét những cái dịch vụ giáo dục khác vào trường để thu lợi bất chính, gây áp lực học hành cho con em mình, hay là học sinh khi gặp những cái vấn đề liên quan đến bạo lực học đường, liên quan đến vấn đề xâm hại tình dục, văn mẫu, các thầy cô hay dạy văn mẫu, rồi là trù dập, rồi là những cái việc bất công nào đó, rất nhiều thứ liên quan đến giáo dục thì sẽ phản ánh lên. Ở đây là có hệ thống trường công này, trường tư này, và những cái cơ sở trung tâm đào tạo khác. Thì tất cả ba cái cơ sở này thì bắt buộc đều phải có cái phòng tiếp nhận xử lý sai phạm, và trong cái phòng này phải có hotline, phải có website, phải có Gmail để cho cái nhóm phụ huynh học sinh này gửi đến đây. Đây là cái nhóm thứ nhất, để trường công, hiệu trưởng hay là những cái người có trách nhiệm để xử lý những cái vấn đề này. Và cái nhóm thứ hai đó là thầy cô, bởi vì thầy cô là làm trong cái trường này, những cái trường công, trường tư, cơ sở trung tâm đào tạo, nên họ không thể phản ánh cái vấn đề, những cái sai phạm ở trong cái trường này trực tiếp cho những người bên trong này. Thì thầy cô sau khi mà gặp những cái vấn đề, mà phát hiện những cái vấn đề như tiếp khách không đúng chuyên môn này, đi nhậu, đi nhiếc này, phải bị điều động đi này, hay là thu chi phạm pháp của hiệu trưởng, cái nhóm hiệu trưởng này, hay là bị trù dập, hay là hiệu trưởng chuyên quyền, thì họ sẽ vượt cấp, họ chuyển những cái thông tin này, những cái tài liệu này, những cái bằng chứng này lên trên cái phòng hotline, web, Gmail, hay là cái phòng của Bộ Giáo dục, họ chuyển ở đây. Và Bộ Giáo dục cũng giống như các trường công đều có phòng tiếp nhận xử lý sai phạm. Đấy, họ gửi lên đây. Hầu hết những nhân sự ngành giáo dục này sẽ là gì? Họ sẽ vượt cấp, họ gửi thẳng những cái bằng chứng, những cái nội dung như là chạy điểm hay bằng giả hay mua điểm hay những cái tội phạm giáo dục khác. Các bạn để ý kỹ rằng là cái nhân sự ngành giáo dục họ có thể làm ở trong cái phòng Bộ Giáo dục này. Họ có thể là gì? Họ có thể làm với ban thanh tra này. Nhiều khi cái ban thanh tra này sai phạm hay Bộ Giáo dục là sai phạm thì họ không còn cách nào khác, họ bắt buộc họ phải gửi lên cái tổng thanh tra này. Đây là cái ban gọi là tổng thanh tra. Tổng thanh tra cũng phải có là gì? Phòng tiếp nhận xử lý sai phạm, rồi hotline, website, Gmail, để có gì? Để tổng thanh tra giám sát cái ban thanh tra này, nếu như có vấn đề về tiêu cực hay vấn đề về không chịu xử lý sai phạm hay bỏ qua gì đấy, thì tổng thanh tra chính phủ sẽ giám sát cái ban thanh tra giáo dục này. Và ban thanh tra giáo dục này là một cái ban độc lập với lại Bộ Giáo dục, bởi vì nếu như ban thanh tra giáo dục này lại nằm trong cái Bộ Giáo dục này thì thành ra là cũng sợ là cấp trên sẽ trù dập cấp dưới, cấp dưới không dám xử lý cấp trên, thành ra là cái ban thanh tra giáo dục này sẽ độc lập, đấy sẽ kiểm soát cái Bộ Giáo dục này. Và khi mà cái nhóm phụ huynh học sinh đã gửi lên các trường công, trường tư, cơ sở trung tâm đào tạo trong 3 ngày rồi thì cái phòng này họ không xử lý hoặc là họ trì hoãn gì đấy, thì lập tức
sẽ có một cái, tức là cái phần mềm đấy nó sẽ link đến cái phòng của cái bộ giáo dục này, lập tức những cái tin, những cái bằng chứng, những cái vấn nạn về giáo dục sẽ lập tức sẽ chuyển đến đây. Đấy, chuyển đến đây để gì ạ? Để bộ giáo dục sau khi mà tiếp nhận những cái thông tin này rồi sẽ bắt đầu xử lý những cái trường công, trường tư cơ sở này. Đấy, và bộ giáo dục xử lý cái trường công, trường tư như này thì khi mà ví dụ như cả một cái nhóm hiệu trưởng ở đây họ sai phạm ở trường công hay trường tư hay là cơ sở chúng ta đào tạo khác sợ thiếu nhân sự, thế thì bộ giáo dục sẽ phải có một cái nhân sự dự bị này để chuẩn bị là gì, khi mà có lệnh điều động cái là họ sẽ lên đường tiếp quản những cái hệ thống trường công, những cái chức vụ hiệu trưởng này, hoặc là gì, những cái nhân sự dự bị này sẽ về đây để có thể là thuyết phục ban giám hiệu, thuyết phục phụ huynh là đồng ý cho họ làm hiệu trưởng ở đây. Hoặc là có phương án hai là gì, cái ông phó hiệu trưởng của cái trường này khi phát hiện ra sai phạm của cái hiệu trưởng của trường công này, ông ta sẽ tố cáo lên cái phòng bộ giáo dục hoặc là bên thanh tra. Thì khi tố cáo lên rồi thì ông hiệu trưởng bị xử lý, thì mặc định là cái ông phó hiệu trưởng này sẽ được tiếp quản cái chức hiệu trưởng này, nếu như mà được các cái nhóm phụ huynh hay được cái ban hiệu trưởng họ đồng thuận cho cái ông này làm. Và khi cái nhóm thầy cô này đã gửi những cái thông tin tiêu cực lên bộ giáo dục, và bộ giáo dục sau 3 ngày cũng không xử lý, thì lập tức là gì? Lập tức là cái những cái thông tin này nó sẽ nhảy về cái ban thanh tra giáo dục. Đấy. Và ban thanh tra giáo dục này khi mà tiếp nhận được những cái thông tin này rồi, họ những cái thông tin này sau khi đã được sàng lọc những cái tin rác hay là những cái tin tạp danh gì đấy mà không đúng sự thật đấy, thì là gì? sẽ có đây, những cái trên này có website, cái ban thanh tra giáo dục độc lập có website, có hotline, có Gmail gì đó, thì những cái báo giáo dục, những cái báo khác hay là các cơ quan điều tra sẽ tiếp nhận những cái tin tố giác ở đây, họ sẽ mở vào cái trang website này, họ nhìn thấy tất cả tin tố giác này, thì họ sẽ tiếp nhận cái tin này và bắt đầu là họ cử cán bộ này, cử phóng viên, cử nhà báo xuống cái trường công hay cái trường tư hay cơ sở trung tâm đào tạo này đang có vấn đề mà phụ huynh hay thầy cô phản ánh. Đấy, thì là gì, sẽ không lo là thiếu nhân sự để vận hành cái việc kiểm tra giám sát như thế này, bởi vì là gì, báo rồi là báo giáo dục hay những cái báo khác liên quan đến cái vấn đề về giáo dục hay là quan tâm giáo dục thì rất nhiều phóng viên họ sẽ vào đây, họ sẽ tìm hiểu, họ đưa ra những cái góc nhìn hay những cái tin bài rất đa dạng về những cái sai phạm ở trường này. Đấy, thì những cái người hiệu trưởng như thế này, nếu như mà chúng ta kiểm soát được như thế này, có một cái mô hình như thế này kiểm soát được thì là gì ạ, thì sẽ đào thải rất là nhanh, như một cái hệ thống máy lọc nước, như một cái hệ thống máy lọc nước ấy. Đó, những ai mà sai phạm thì có người cấp phó hay là có thầy cô hay có phụ huynh sẵn sàng là báo cáo, hoặc là gì, khi mà cái mà gửi đến cái phòng này mà nếu mà chúng ta cũng chưa có phần mềm để tự update lên đây thì là phụ huynh cũng có thể là vượt cấp sau 3 ngày không thấy phản hồi, tức là cái thời hạn cho cái trường đấy phải 3 ngày là xử lý, nếu không 3 ngày không xử lý phụ huynh cũng lại gửi lên cho cái ban xử lý của Bộ Giáo dục, và Bộ Giáo dục không xử lý nữa thì phụ huynh lại gửi cái này lên ban thanh tra giáo dục độc lập, và ban thanh tra giáo dục không xử lý nữa thì phụ huynh và hay nhân sự ngành giáo dục hay thầy cô lại tiếp tục gửi cái này đến cho cái tổng thanh tra. Và những tổng thanh tra này thì ai giám sát cho, có nghĩa là nhân dân sẽ giám sát, các đại biểu quốc hội và một cái cơ quan nào đó cũng giám sát cái tổng thanh tra này, và tổng thanh tra này cũng có cái nhân sự dự bị. Những nhân sự dự bị này là họ, ví dụ như trong ban thanh tra giáo dục này có những cái vấn đề, có những cái nhân sự mà không đáp ứng đó thì họ nhân sự dự bị lập tức thay vào đây, coi như cả một cái guồng như thế này sẽ thanh lọc được rất nhiều những cái tệ nạn trong giáo dục, và người ta sẽ không dám làm sai nữa. Bởi vì là gì, phụ huynh học sinh, những tai mắt của nhân dân, phụ huynh học sinh họ hàng ngày hàng giờ nếu như cần sai một ly thôi là sẽ đi xa, đi một dặm. Đấy, là như thế. Và cũng nhân cái clip này, Thành cũng xin đóng góp thêm, đó là gì, Bộ Giáo dục nên số hóa sách giáo khoa, nên update tất cả những cái tài liệu sách giáo khoa lên trên website của Bộ Giáo dục để giúp cho phụ huynh hay xã hội không phải tốn tiền in sách nữa, và các bạn học sinh không cần phải vất vả mang sách tới trường nữa, mà chỉ cần mang một quyển vở rồi là gì, những cái bài giảng này sẽ được là trên máy chiếu, và các em chỉ cần mang sách vở thôi và hộp bút thôi. Tiếp theo là gì, cái này cũng là cái rất là quan trọng, bây giờ là cái thời điểm của công nghệ 4.0, tức là số hóa rồi internet rồi tất cả mọi cái tri thức của cái nền giáo dục, những cái tri thức của thế giới nó tập trung vào trên cái mạng không gian rất là khổng lồ. Chính vì vậy mà khi
cái tốc độ internet, cái tốc độ truyền tải nó nhanh, thì dẫn đến là gì, cái việc giáo dục phổ cập cũng phải bắt buộc phải giảm tải và giảm bớt cái thời lượng giáo dục ở trên trường đi. Ví dụ như là chúng ta học 12 năm giáo dục phổ cập thì khi mà có internet rồi, học sinh có thể tìm hiểu, tìm kiếm những cái tư liệu tài liệu trên Google chẳng hạn, thì những cái thời gian để học 12 năm giáo dục phổ thông này, chúng ta có thể lược bớt được khoảng 2 năm, nó xuống khoảng 10 năm thôi. Ví dụ như là có những cái môn, ví dụ như là môn âm nhạc hay môn mỹ thuật. Âm nhạc, mỹ thuật thì có thể lồng ghép vào cái giờ ra chơi đấy, và sẽ giảm tải được những cái tiết học của những cái môn đấy đi, và giảm được khoảng 2 năm, xuống còn 10 năm thôi. Đồng thời, tương tự như vậy, từ 3 năm đến 5 năm bậc đại học hoặc cao đẳng, thì vì có internet, vì có những cái truyền tải rất là nhanh đến tiếp cận thông tin đối với những cái người học, thì cũng là gì, cũng sẽ giảm, nên giảm như 1 năm, lược bớt những cái giáo trình, lược bớt những cái môn học đó, nó hay là những có những cái về tư tưởng nào đấy, lược bớt nó đi thì khoảng được giảm 1 năm, xuống còn 2-4 năm thôi. Và như vậy là gì, giáo dục phổ cập sẽ chỉ còn 10 năm, rồi là gì, bậc đại học chúng ta tầm 2-4 năm thôi, thì cái lực lượng lao động này sẽ sớm đưa cái lực lượng lao động này bắt tay ngay vào sản xuất, và là bắt tay ngay vào xây dựng đất nước, thì nó sẽ giúp cho chúng ta rút ngắn được cái khoảng cách thời gian giữa học và hành. Và cái điều thứ ba Thành cũng muốn đóng góp cho Bộ Giáo dục, đó là gì, chúng ta nên bỏ biên chế đi. Vì khi bỏ biên chế rồi thì những cái xử lý sai phạm giữa trong những cái trường công hay là những cái cơ sở trung tâm đào tạo khác rất là dễ, chứ không nên là biên chế. Vì biên chế có những người dạy tốt đó, vì những người dạy bình thường họ cứ nghiễm nhiên là có biên chế và họ cứ thế họ dạy, và cuối cùng là gì, họ không đủ năng lực chuyên môn mà cứ thế là dạy thôi. Nên thành ra là cái biến bỏ cái biên chế đi, bỏ cái biên chế để có thể là gì, thay đổi những cái nhân sự dự bị để có thể sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ, thay thế những cái cá nhân vi phạm và những cái cá nhân không phù hợp với môi trường giáo dục nữa, để thay thế đi. Giống như là các cầu thủ dự bị trong bóng đá, cầu thủ đá không hay thì bắt buộc là thay thế rồi, không có cái kiểu là anh được ấn định là đá vị trí tiền đạo, ấn định là hậu vệ và anh đá suốt được, không được, không có cái chuyện đấy. Và chúng ta nên bỏ cái kỳ thi tốt nghiệp đi, bởi vì đây là cái hiện tại bây giờ nó là một cái dạng như kiểu như là giáo dục phổ cập, những cái kiến thức phổ cập nó căn bản chứ không đến mức là phức tạp quá, nên thành ra là chúng ta đi thi đi thố để làm sao đạt cái bằng đấy thì nói chung nó không giải quyết được vấn đề gì, không giải quyết được cái vấn đề gì cả. Nên chăng là nên bỏ cái kỳ thi đi, để cho xã hội bớt đi mỗi năm hàng nghìn tỷ để tổ chức cái kỳ thi như vậy. Và một lần nữa Thành xin nhấn mạnh rằng là chúng ta nên số hóa sách giáo khoa, nên giảm bớt cái năm học phổ cập đi, để đẩy cái lực lượng này sớm tham gia vào quá trình xây dựng đất nước, và bỏ biên chế, bỏ kỳ thi tốt nghiệp, là ba cái điều mà Thành gửi đến những người mà làm giáo dục. Và như vậy ở đây mọi người thì cái quy trình để có thể là tiếp nhận xử lý những sai phạm. Chúng ta sẽ kiểm soát giáo dục bằng cách đó là gì? Những cái trường công, trường tư, cơ sở trung tâm đào tạo bắt buộc phải có cái phòng tiếp nhận xử lý sai phạm, bắt buộc phải có hotline, bắt buộc phải có Gmail để phụ huynh gửi những cái sai phạm lên đây. Rồi, Bộ Giáo dục cũng thế, Bộ Giáo dục bắt buộc cũng phải có một cái phòng tiếp nhận và xử lý sai phạm, những cái là phòng này, cái hotline đường dây nóng này, rồi web Gmail để cho phụ huynh học sinh hay là thầy cô hay nhân sự ngành giáo dục gửi những cái vấn nạn của giáo dục lên đây. Và có một cái ban thanh tra giáo dục độc lập, và ban thanh tra giáo dục độc lập này cũng phải có một cái phòng tiếp nhận xử lý sai phạm để tiếp nhận những cái thông tin như thế này. Và rồi sẽ phải có một cái tổng thanh tra, chắc chắn là có rồi, tổng thanh tra có, sẽ cũng phải có một cái phòng tiếp nhận xử lý sai phạm đơn thư đấy. Rồi là gì, tất cả những cái này sẽ được giám sát lẫn nhau, cứ ai mà sai phạm sẽ bị là tố cáo được, và sẽ tự giác và tự động mà đào thải lọc dần, sẽ tạo ra những nhân sự cực kỳ là tốt cho cái hệ thống này. Và khi chúng ta sở hữu cái hệ thống lọc nhân sự như thế này rồi, có những nhân sự dự bị ở những cái bộ giáo dục này, có nhân sự ở tổng thanh tra này, có thể là gì, ngay lập tức có thể điều chuyển lên đường nhận nhiệm vụ làm hiệu trưởng hay làm công tác giáo dục ở đây ngay lập tức luôn đấy. Cái này rất là quan trọng. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian xem cái show này của Thành.
và hẹn gặp lại mọi người ở những cái clip tiếp theo. Xin chào.